Xin chào các bạn. Trong cái video này thì cô Can sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách đăng ký tài khoản GPT ha. Thì như các bạn đã biết thì trong cái con chatbot AI trí tuệ nhân tạo này thì hiện tại ở Việt Nam thì chưa có thể là sử dụng đăng nhập được. Thì để các bạn có một cái tài khoản và có một cái con ChatGPT này để mà nghiên cứu và thực nghiệm thì chúng ta cần phải đăng ký một cái tài khoản với những cái công việc những cái bước sau đây. Thì trước hết á, một á thì chúng ta cần phải fetch AP US. Thì để các bạn fetch cái AP US á, là cái mạng ở nước ngoài không phải là cái mạng của Việt Nam. Thì trong phần này thì các bạn cần phải sử dụng một cái VPN free hoặc là VPS ở nước ngoài. Hoặc là proxy. Thì trong phần này thì các bạn có thể là tìm hiểu ở trên mạng là cái cách fetch IP US như thế nào, hoặc là mình sử dụng cái IP US như thế nào ha. Cách thứ hai thì chúng ta cái bước thứ hai á thì chúng ta sẽ chọn một cái dịch vụ SMS để đăng ký, để nhận cái code SMS nó gửi về để mình verify cái tài khoản chatbot. Thì cái này cũng khá là đơn giản, thì các bạn cứ ở đây mình chia sẻ cho các bạn về hai cái SMS Pro .net và SMS Activation Service.com. Thì hoặc là cũng có rất là nhiều cái dịch vụ nhận SMS miễn phí free trên mạng, thì các bạn có thể là search Google ha. Thì hiện tại mình đang dùng cái SMS activation service.com này, thì để nhận một cái tin nhắn từ một cái số điện thoại thì mất cỡ khoảng đâu đó là một không phẩy 16 đô thôi, hoặc là không phải mấy đô thôi, rất là ít ha. Thì sau khi các bạn chuẩn bị xong hai phần này thì mình sẽ tiến hành cái phần đăng ký tài khoản ha. Thì để đăng ký tài khoản thì các bạn login vào cái OpenAI chat.openai.com ha. Các bạn click vào sign up ha, và sau đó nhập mail và các bạn nhập vào cái bắt buộc ha. Rồi các bạn nhập bắt buộc rồi, xong chọn continue ha. Trong phần này thì sau khi xong cái bước này rồi á, để nó lót nào. Chắc mình fetch AP cho nên nó hơi chậm ha. Rồi compact lại thì sau khi compact lại thì mình vào trong cái mail thì bằng verify email ha. Ở trong phần này thì các bạn verify mở cái list lên, nó log ra ha. Trong này thì chúng ta cần phải điền lại thông tin là tên, first name và last name ha. Rồi mình gọi là tên Alexa Linda. Rồi sau đó mình chọn Continue. Sau khi chọn Continue thì mình sẽ qua trên cái dịch vụ là SMS này. Mình sẽ chọn cái phần là nó không có GB, ChatGPT, thì mình chọn Not on list. Thì để mình nhận mình copy, trước khi là mình copy cái số điện thoại này vào trong cái này ha. Mình bỏ cái số 1 đầu tiên đi. Rồi sau đó mình chọn là send code ha, từ cái số điện thoại này. Rồi sau đó là mình sẽ nhận một cái tin một đấy. Rồi ok, mình nhận một cái mã SMS ở đây. Rồi sau đó là mình nhập vào đây. Sau khi đó nhập vào thì mình sẽ chọn cái đầu tiên ha, build a product feature. Rồi sau khi click vào cái đầu tiên đấy thì mình sẽ log ra cái tài khoản OpenAI ha. Trong phần OpenAI này thì mình sẽ coi nào. Ok, trong phần này thì mình sẽ quay lại là mình sẽ chọn là chat AI ha, chat.openai.com, rồi sau đó mình login vào. Rồi, mình continue ha. Rồi ok, chọn continue. Rồi mình chọn next nha. Done. Rồi sau khi xong hai bước này thì mình đã có một cái tài khoản ChatGPT. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm ha.
tự nhiên yes nữa. No. Ok, sorry. Cái này mình thử hỏi là how much money online ha. Nó trả lời như thế nào ha? Năm này đây ha, 2023. Rồi, bây giờ chatbot nó sẽ ghi, nó sẽ trả lời nè ha. Làm sao để mà kiếm tiền vào năm online năm 2023 là freelancer, e-commerce, AdFlash, online, tutorial, digital, product, content, creator.